Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Mình là Quân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp một cấu trúc nào trong chương trình sơ cấp N5 đấy. Các bạn cùng theo dõi bức tranh sau nha. À, tại một cửa hàng bán máy ảnh thì anh khách này, anh muốn biết là máy ảnh có xuất xứ từ đâu vậy? Vậy thì trong tiếng Nhật câu này chúng ta sẽ hỏi như thế nào đây? Chúng ta cùng xem thử nha. Doko no kamera desu ka? Nihon no kamera desu. Doko no kamera desu ka? Nihon no kamera desu. Nghĩa là gì các bạn? À, để có thể dịch được thì chúng ta hãy cùng đi vào phần mẫu câu ngày hôm nay trước nha. Chúng ta có đồ vật qua, doko no đồ vật desu ka? Trả lời sẽ là tên công ty hoặc là tên quốc gia. No đồ vật desu nghĩa là gì các bạn? À, chúng ta có no là của, doko là ở đâu, thì chúng ta có thể dịch là đồ vật của ở đâu vậy, hoặc là đồ vật có xuất xứ từ đâu vậy. Trả lời sẽ là đồ vật của công ty này, đồ vật của quốc gia kia. Cũng như ví dụ đầu tiên chúng ta có ở đây anh nhân viên muốn giới thiệu cho khách về TV của hãng Sony, thì anh sẽ nói gì đây? Kore wa Sony no terebi desu. Kore wa Sony no terebi desu. Đây là TV của Sony, của hãng Sony. Tsugi. Ở đây chúng ta có khi mà nhìn thấy bạn của mình vừa sắm cái điện thoại mới thì bé trai này ngay lập tức đã hỏi là sono ketai wa kankoku no desu ka? Ie, nihon no desu. Sono ketai wa kankoku no desu ka? Ie, nihon no desu. Cái điện thoại đó của Hàn Quốc hả? Không, của Nhật. Còn ví dụ này thì sao các bạn? Kono wine wa doko no wine desu ka? Italia no wine desu. Kono wine wa doko no wine desu ka? Italia no wine desu. Nghĩa là gì các bạn? Chị gái này khi mà được anh nhân viên pha chế pha cho một ly rượu rất là ngon thì chị ngay lập tức đã hỏi là rượu vang này của ở đâu vậy? Rượu vang này xuất xứ ở đâu vậy? Rượu vang của Ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với mình. Các bạn hãy thử dịch lại câu hỏi đầu bài nhé. Hai minasan. Sayonara, mata kono yoroshiku negashimasu.